Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Khưu Trạch bị dè bỉu là diện sâu khi chạy lòng về mối tình không thành với Đường Yên. Ai cũng biết Thuận mới vào nghề, Khưu Trạch và Đường Yên nổi tiếng là một cặp đẹp đôi. Đây cũng gần như là mối tình duy nhất mà Đường Yên công khai trước khi trở thành bà La như hiện tại. Cả hai đã ở bên nhau trong suốt 3 năm trước khi mối tình ấy kết thúc vào năm 2013. Thời điểm đó, trợ lý của Đường Yên đã lên tiếng chỉ trích Khưu Trạch là người lăng nhăng. Trong lúc đang quen Đường Yên vẫn ngang nhiên, tâm tình, hai nữ diễn viên khác là Lý Dục Phân và lại Nhạn Yên. Tuy nhiên, Đường Yên vẫn một mực tin yêu và thủy chung với chàng tài tử xứ Đài. Thậm chí vì muốn bảo vệ danh tiếng cho anh và không muốn anh bị fan nữ quay lưng, Đường Yên còn chấp nhận họ chỉ qua lại trong bí mật. Khi sự việc lở dở, Khưu Trạch bị rất nhiều người trách móc. Anh bị gắn mác là đàn ông tồi và ngần ấy năm chuyện đã qua rất lâu nhưng người ta vẫn còn dành cho Khưu Trạch một cái nhìn không hề có thiện cảm. Sau hơn 5 năm, giờ đây Đường Yên đã trở thành vợ của La Tấn, một người thành tâm yêu thương cô và cho cô một đám cưới đẹp như cổ tích, xa hoa ở nước Áo xinh đẹp. Khưu Trạch trong lần phỏng vấn với Tân Kinh báo, anh đã cúi đầu, mặt u uất đầy tâm sự chạy lòng về những sai lầm trong quá khứ. Tôi cũng đã từng nhìn lại bản thân xem mình có sống lỗi chỗ nào không. Nhiều năm qua tôi vẫn hay tự hỏi về điều đó, xem như một cách kiểm điểm chính mình. Phải chăng còn chỗ nào chưa thỏa đáng, hay tôi không thích hợp để yêu đương? Tôi luôn cố gắng tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực đến mình và hy vọng mọi người nhìn về những tác phẩm, khả năng cống hiến trong diễn xuất của tôi, chứ không phải là một Khưu Trạch với những chuyện đời tư không mấy tốt đẹp trong quá khứ. Khưu Trạch thực sự là rất nặng lòng. Người tình cũ bội bà của Đường Yên dường như đang cầu xin một cái nhìn, cảm thông từ đông đảo người hâm mộ. Sự nghiệp của anh nhiều năm qua chỉ là một nốt trầm đáng quên. Trái ngược với Đường Yên, sau khi kết thúc mối tình nhiều nước mắt hơn là tiếng cười với Khưu Trạch, cô nàng ngày càng nổi tiếng và nhanh chóng trở thành một trong những nữ minh tinh hàng đầu showbiz hoa ngữ. Hai người ở bên nhau thật ra không cần quá nhiều thứ to tát. Khi đói, cô ấy nấu cho bạn bát mì thì đã ấm lòng lắm rồi. Những hạnh phúc nhỏ ấy trong cuộc sống đôi khi tôi chỉ cần có thế. Là một diễn viên khi đóng quá nhiều cảnh lãng mạn trên phim dẫn đến sự nguội lạnh, vô cảm ngoài đời thật, tôi cho rằng đó là một trong những mặt trái của nghề diễn viên. Ngoài phỏng vấn kéo dài 4 phút với vô số lần ngập ngừng, nghẹn ngào từ Khưu Trạch, có lẽ anh cũng đã suy nghĩ rất lâu và cũng không biết dùng lời lẽ nào để biện minh cho những sai lầm trong quá khứ. Dù giờ đây cả hai đã không còn bất cứ mối quan hệ nào, nhưng những phát biểu của Khưu Trạch vẫn thu hút sự chú ý từ fan hai phía. Đa số họ cho rằng, nói như thế nào đi chăng nữa, thì sai vẫn là sai, và Khưu Trạch xứng đáng với cách đối xử lạnh lùng của người hâm mộ hiện tại. Người ta cho rằng, anh đang kệ khổ bởi giờ đây đó là điều duy nhất anh có thể làm với con thuyền sự nghiệp đang dần chìm sâu. Cái kết hiện tại của Khưu Trạch chắc cũng không ai cảm thấy có gì là bất công. Khi là người nổi tiếng, khán giả vẫn là quan trọng nhất. Ấy vậy mà giờ đây đi đến đâu, người ta cũng chỉ nhìn về anh như một gã tồi trong tình cảm. Tương lai cho Khưu Trạch, một trong những nam diễn viên từng được yêu thích nhất xứ Đài đây. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.